Xin chào các bạn. Như vậy, sau sự việc cầu Crimea bị đánh sập một phần, với cáo buộc đây là hoạt động khủng bố do Ukraine thực hiện, giới chức lãnh đạo Nga, đứng đầu là Tổng thống Putin và Tổng chỉ huy quân đội Nga tại chiến trường, Đại tướng Sergei Surovikin đã phát động một trong những cuộc không kích lớn nhất từ đầu cuộc chiến, nhắm thẳng vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Dù không có số liệu xác thực hoàn toàn, nhưng chắc chắn đã có hàng trăm quả tên lửa đã rơi xuống hàng chục thành phố lớn của Ukraine như Kiev, Kharkov, Lviv, Odessa, Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipro. Trong đó, thủ đô Kiev là hứng chịu đòn không kích nặng nề nhất. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Đáng kể nhất là hệ thống điện, giao thông đường sắt bị đình trệ. Đặc biệt tại Kiev, các cơ quan chính quyền như trụ sở cơ quan an ninh quốc gia SBU bị cáo buộc thực hiện cuộc đánh phá cầu Crimea đã bị đánh trúng. Trong khi các địa điểm khác như tòa nhà nơi đặt lãnh sự quán Đức, đại sứ quán Romania, văn phòng tổng thống Zelensky cũng rung chuyển bởi các quả tên lửa rơi gần đó. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng đàn cáo buộc Nga muốn xóa sổ Ukraine và khẳng định Ukraine không muốn các cuộc tập kích tên lửa của Nga đe dọa và cam kết chiến trường thêm đau đớn với quân Nga. Phản ứng lại đợt không kích dữ dội của Nga sau nhiều tháng chiến sự chỉ tập trung tại khu vực đông nam Ukraine, hàng loạt các tổ chức và quốc gia phương Tây đã ngay lập tức đáp trả Nga và hứa sẽ hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án vụ tập kích trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và khẳng định chính quyền của Tổng thống Biden sẽ đề xuất các gói hỗ trợ khẩn cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Còn Ngoại trưởng Anh James Cleverly thì nói rằng các cuộc tấn công tên lửa của Nga là điều không thể chấp nhận được. Điều này thể hiện sự yếu kém của ông Putin, không phải sức mạnh. Thủ tướng Anh Boris Johnson yêu cầu cần triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các nước thành viên NATO. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng điện đàm với lãnh đạo Ukraine, đảm bảo về sự ủng hộ của Đức với Kiev, rằng Berlin sẽ làm mọi thứ trong khả năng. Người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Habeck cũng xác nhận lãnh đạo các nước G7 sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 10, 19 giờ Hà Nội để thảo luận về hậu quả của các cuộc tấn công tên lửa mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht khẳng định các vụ không kích cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine một cách nhanh chóng và cam kết chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng không. Trước đó, trong cuộc không kích của Nga, địa chỉ văn phòng cấp visa Đức tại Ukraine cũng đã bị đánh trúng. Tuy nhiên, Đức tuyên bố đây không phải là hành động Nga nhắm vào Đức bởi văn phòng này đã đóng cửa từ đầu chiến sự. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron điện đàm và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tập kích và cam kết tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Ngoại trưởng Zbigniew Ro của Ba Lan, quốc gia láng giềng với Ukraine, cũng gọi các cuộc tập kích là hành động man dợ và tội ác chiến tranh. Nga không thể thắng trong cuộc chiến này. Trong khi hai nước láng giềng khác với Ukraine là Romania và Moldova bày tỏ mối lo ngại. Ngoại trưởng Romania Bogdan Orescu nói rằng tên lửa của Nga rơi cách đại sứ quán Romania tại Kiev khoảng 850m. Trong khi Ngoại trưởng Moldova Nicu Popescu viết trên Twitter rằng ba tên lửa hành trình phóng về phía Ukraine sáng nay từ các tàu của Nga ở Biển Đen đã bay qua không phận Moldova. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời đe dọa, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo vụ tập kích tên lửa ở Ukraine mới chỉ là khởi đầu và cảnh báo những đợt tấn công tiếp theo. Ông viết trên trang Telegram của mình rằng tập đầu tiên đã được phát, sẽ có những tập khác. Còn trong bài phát biểu sau khi Nga mở đợt không kích dữ dội này, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao đã được tiến hành nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc tại Ukraine. Và cảnh báo, nếu các âm mưu khủng bố tiếp diễn trên lãnh thổ Nga, phản ứng của chúng ta sẽ rất quyết liệt và có quy mô tương ứng với mức độ đe dọa nhắm vào Liên bang Nga. Ông chủ điện Kremlin nói rằng, hàng loạt vụ tấn công và âm mưu khủng bố tương tự đã được tiến hành nhằm vào các cơ sở hạ tầng điện lực và vận chuyển khí đốt của Nga trong thời gian qua. Trong đó, có vụ phá hoại nhiều đoạn trên tuyến đường ống khí đốt Nord Stream và sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream. Và sự thật, đây là một lời cảnh báo đanh thép mà Nga đưa ra sau các sự việc kể trên. Ngoài ra, trên thực tế, trận không kích này đã giúp Nga làm suy giảm đáng kể năng lực của Ukraine, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, giao thông. Ông Stanislav Mitrakovic, chuyên gia của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga nói rằng về mặt lý thuyết, càng nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện thì khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine sẽ càng giảm đi.
tức là sẽ giảm khả năng di chuyển, bổ sung dự trữ, vận chuyển và sửa chữa thiết bị. Ông Stanislav Michalkovic cũng nhắc nhở châu Âu và cả giới chức Nga về việc người Mỹ cũng đã từng sử dụng các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng điện kéo dài trong các cuộc chiến tại Syria và Iraq, và các cuộc không kích này phải diễn ra với tần suất đủ dày. Nếu những cuộc tấn công tên lửa tương tự xảy ra hàng ngày trong vài tuần liền, thì đây sẽ là cú đánh nghiêm trọng vào hệ thống điện. Nhưng nếu đây chỉ là một hành động đơn lẻ, thì nó tạo ra hiệu ứng, nhưng hậu quả sẽ được khắc phục và các cơ sở sẽ sớm được sửa chữa. Ngoài ra, việc làm sập hệ thống điện của Ukraine cũng tác động mạnh mẽ tới nhiều nước láng giềng châu Âu bên cạnh, trong bối cảnh châu Âu đang gồng mình vì năng lượng thiếu hụt. Bộ Năng lượng Ukraine đã phải thông báo ngừng xuất khẩu điện do đợt tập kích tên lửa của Nga phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko nói rằng đây là đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến sự vào mạng lưới điện Ukraine, nhấn mạnh rằng các tên lửa Nga đã tập kích toàn bộ chuỗi cung ứng. Trước đó, mạng lưới điện Ukraine kết nối mạng lưới điện của châu Âu hồi giữa tháng 3 giúp ổn định nguồn cung liên tục bất chấp chiến sự. Đến tháng 7, Ukraine bắt đầu xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu EU thông qua Romania. Bộ Năng lượng Ukraine khi đó tỏ ý mong muốn thu được khoảng 1,45 tỷ USD từ xuất khẩu điện cho EU trong năm nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối tháng 7 nói rằng xuất khẩu điện không chỉ giúp Ukraine tăng thu ngoại tệ, mà còn giúp đối tác của nước này chống lại áp lực năng lượng mà Nga đang gây sức ép. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ từng bước đưa Ukraine thành một trong những nước đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu. Nhưng với đòn tấn công ngày càng nhiều vào hệ thống điện, viễn cảnh này đang giảm xa với Ukraine, kéo theo sự xa cách ngày càng lớn với châu Âu. Khi mà tất cả các nước châu Âu hiện nay, dù có là thành viên của NATO hay EU hay không, cũng đều đang phải gánh chịu những tác động nặng nề từ cuộc chiến Ukraine. Dù rằng mùa đông, thời điểm khó khăn nhất với châu Âu vẫn chưa thực sự đến. Đó còn là nỗi lo không chỉ mùa đông năm nay, mà còn nhiều năm sắp tới, dù trữ lượng khí đốt dự trữ của nhiều nước đã đạt tiêu chuẩn. Đó không chỉ là khí đốt dành cho người dân, mà còn cho nền kinh tế, đặc biệt là của châu Âu. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol cho biết, tình hình khí đốt châu Âu sẽ tạm ổn đến tháng 2, tháng 3 năm sau. Tại thời điểm đó, mức dự trữ khí đốt sẽ giảm xuống còn 25-30%. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta một lần nữa tăng từ 25% hoặc 30% lên 80-90% cho mùa đông 2023? Ông Biron đặt vấn đề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về việc Nga tấn công các hệ thống năng lượng của Ukraine? Hãy cho chúng mình được biết ở bên dưới phần bình luận nhé! Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!